Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an hạnh phúc. Hôm nay mình quay về Costco ở 2207 El Hombra Cali 91710. Hiện giờ Costco đang có cái chương trình mua quần áo, mua 5 món trở lên mình sẽ tiết kiệm thêm 20 đồng và mua 10 món mình sẽ được giảm 50 đồng. Chương trình này chỉ kéo dài cho đến ngày 1 tháng 10 2023 là chấm dứt. Cho nên hôm nay mình quay một số mặt hàng đang giảm giá cùng với quần áo ở Costco và so sánh khi mình mua online để mình được giảm 20 đồng và 50 đồng. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Tất cả quần áo trên trang Costco này đều cho mình thấy cái giảm giá như thế này. Mua 5 món trở lên mình sẽ được giảm 20 đồng và mua 10 món trở lên thì mình sẽ được giảm 50 đồng và bất cứ quần áo nào lộn xộn cũng được. Ở đây là mình mua hai cái áo jacket, hai cái quần jogger và một bộ áo bra. Thì tổng cộng mình mua 3 loại là 5 món, tổng cộng là 87 đồng 95 sen. Mình được trừ ngay 20 đồng bởi vì mình mua 5 món, mình chỉ trả có 67 đồng 95 sen thôi. Bây giờ mình thử tăng cái số lượng quần áo lên thành 10 món để coi nó có sự khác biệt về giảm giá hay không nha. Quý vị có thể mua cái này một cái và mua nhiều loại khác nhau. Mua 10 món là 10 kiểu quần áo khác nhau thì mình vẫn được trừ 50 đồng nha. Nếu như quý vị vào tiệm mua tại trong tiệm thì mình sẽ không được trừ 20 hay 50 đồng mà mình chỉ mua online thì mình mới có được cái giảm giá 20 và 50 đồng này thôi ạ. Ví dụ ở đây là những cái áo jacket của nữ, hôm nay họ đã sale 5 đồng rồi, chỉ còn có 19 đồng 99 thôi. Nhưng mà nếu mình mua online thì mình sẽ được giảm thêm 20 hoặc 50 đồng nữa thì mình lại lợi, tính ra một cái áo chỉ có nửa giá thôi. Mấy cái áo jacket 3 trong 1 nè, có là biết điện đây ha, jacket 3 trong 1, hôm nay off 5 đồng chỉ còn có 14 đồng 99 thôi. Nếu mà mình mua 5 cái áo này á là tính ra là 90 đồng, nhưng mà mình mua tại tiệm 90 đồng này mình sẽ không được trừ gì hết. Nếu mình mua online mình được trừ 20. Cái quần Adidas có 17 đồng 99 thôi, quần người lớn ha. Rồi ở đây có mấy cái Calvin Klein nè. Bộ pyjama nè của trẻ em nè, có 14 đồng thôi mà 4 cái xịt nữa là 2 bộ trong này ha. Cho nên về quần áo, quý vị hãy xem ở trong tiệm và mua online để mình nhớ rằng cứ mua 5 món mình sẽ được giảm 20 đồng và mua 10 món trở lên mình sẽ được giảm thêm 50 đồng. Và kéo dài cho đến ngày 1 tháng 10 là hết cái giảm giá này để mình tiết kiệm được nhiều nhất có thể nha. Mấy cái cây mà để mình lau chùi nè. Toàn bộ những cái mặt hàng mà có cái logo PG màu xanh xanh là đều giữ lại receipt để 100 đồng, mình lấy là 25 đồng ha, 200 đồng thì mình lấy lại 50 ha. Hôm nay cái này nó sale xuống chỉ còn 13 đồng 99, off 3 đồng 90. Những cái bộ mà để chùi với lại có cái nước rửa luôn ha. Lavender Refill 32 cái miếng mà để mình bỏ vô mình lau sàn á, hôm nay họ off 5 đồng. Cũng là BG luôn ha, nhiều mặt hàng BG, các bạn nhớ tranh thủ mua đến ngày 24 tháng 9 là hết, không còn cái promotion để chụp lại receipt nha. Thì nay chỉ còn 18 đồng 99 cho cái thùng 32 cái thức này luôn. Còn cái xà bông Cascade này á, hôm nay họ cũng sale 5 đồng, chỉ còn có 17 đồng 99 thôi. Hôm nay skin care ở Costco họ sale rất là nhiều, 10 đến 25 đồng ha. Cái chai Olay 7 trong 1 này nè. Skin care nè, hôm nay họ off cái 10 đồng còn có 23 đồng 99 thôi. Ở đây mình thấy hôm nay nó có những cái bộ của G-Festing nè, họ sale đến 25 đồng luôn, chỉ còn có 44 đồng 99 cho một cái pack hai cái chai G-Festing này, 25 đồng off. Còn phía ở trên đó là những cái bộ của Rocks á, họ cũng sale chỉ còn 34 đồng 99 thôi, là cái bộ Rocks này ha.
vitamin C mà là làm trắng da. Ở bên đây mình thấy hôm nay nó cũng có cái Chanel. Cái Chanel này vào đến Costco luôn ha, cái serum Chanel nè. Để mình coi ra bao nhiêu tiền cái serum. Cái serum $78.99 cho cái Chanel ha. Ở đây nó cũng có những cái bộ của Youth Advance $34.99 cho cái bộ này, đến 2 chai serum luôn nha các bạn. Ở đây nè, 2 chai serum ha. Hôm nay ở Costco cuối hè cho nên họ sale rất là nhiều. Chắc là họ muốn dọn kho để họ lấy những cái mặt hàng mới cho cái mùa Thanksgiving hay là Halloween á, cho nên sale quá là nhiều đi. Mấy cái moisturizer hôm nay giảm 5 đồng, còn 13.99. Cái này á, nó tốt cái chỗ là nó có 12% của cái axit lactic, là cái axit mà cái này á, nó làm cho mình mặt mình không có nổi đỏ với nổi mụn nè. Mấy cái sô-cô-la đắng nha, 9.99 cho cái thét này. Ở đây nó cũng chỉ có 4 gram sugar thôi, mà phần lớn đó là 69% là cacao. Còn những cái min, chocolate min thì là 11.99. Hawaiian hot chocolate, chocolate của Hawaiian 21.99. Còn ở đây là chocolate của Luberry. Cái chocolate này á là đường rất là ít, mà phần lớn là chocolate với lại cacao, cho nên ăn mấy cái này nó không có ngán. Cái này là hàng của Hawaiian á, họ nhập về. Ở đây là coconut almond chocolate. Còn cái bịch Godiva này là ở đây chỉ có 10.99 thôi, rất là lớn. Mấy cái bánh của mấy cái bánh mà từng phát nhỏ nhỏ nè. Cái bánh này là bánh hột gà mà vanilla, 9.99. Trong đây nó 28 cái phát nhỏ, nó siêu lại từng phát nhỏ nhỏ nhỏ. Còn bên đây là nó làm bằng pumpkin. Bên này nó có cái sea salt caramel của cái pretzel này nè, 9.99. Trong đây là một cái bịch nớt mà nó có lộn xộn đủ các loại ha, 13.99 cho cái bịch này. Mấy cái pasta organic nè, 5.99, nhưng mà ở trong đây nó có màu sắc dễ thương lắm. Mấy cái hộp mà asparagus mà 11.99 nè. Cái này ăn liền luôn nha các bạn, mà không có gluten. Rồi cái này là không có đường. Mấy cái hộp bánh 11.99 đủ nhân hết. Cereal thì hôm nay giảm 2.20 đồng, chỉ còn 8.99 thôi. Ở đây mình thấy có cái bánh này nó mới đây nè, 6.99 cho cái hộp bánh này.
mấy cái bánh của Hàn Quốc nè. Hôm nay họ off 3 đồng, chỉ còn có 5 đồng 99 thôi. Đây. Hôm nay mình thấy Costco họ vô đến lạp xưởng nha, 12 đồng 99. Mà 12 đồng 99 một thét này đó, đến hai cái thét này luôn nha, cho hai thét đây, hai thét này là 12 đồng 99. Đây mình thấy nó cũng có những cái tô đậu, tất cả các loại đậu nha, 11 đồng 49, mà cho một cái thùng này nó đến 4 cái tô. Dầu hào ha, ly cầm ký 8 đồng 79. Ở đây là nước mắm, một thách ha, hai chai nước mắm nha, là 6 đồng 99. Món Phú Quốc hai chai đó, hai chai này là 6 đồng 99 nè. Sâm nha, cái này là sâm của Mỹ thì 69 đồng 99 cho cái khách này ha. Còn đây là hồng sâm nè đó, hồng sâm Korean vô đây rồi ha. Hồng sâm bữa nay á họ sale xuống 7 đồng, chỉ còn 25 đồng cho cái thách hồng sâm này nha. Đây, một thách này á, này họ sale xuống chỉ còn 25 đồng. Trà sâm thì 29 đồng 98. Ốc miêu nha, mình thấy một cái thùng ốc miêu này nè, 16 đồng 99. Cái này 10 gram protein mà đường thì rất là ít ha. 20 gói ốc hươu nè. Tất cả các hộp đậu này ăn healthy lắm. Mấy cái chip tortilla nha, organic 7 đồng 89. Chip bắp rồi đậu. Seaweed nè, 9 đồng 99. Ở đây nó có mấy cái củ kim chi á, 6 đồng 89, kim chi Hàn Quốc nè. Có hủ ở đây. Này đậu hủ non. Đậu hủ non á thì họ bán nè, một cái thùng này nè, là 4 cái tép. Spaghetti nha, organic spaghetti chỉ có 12 đồng 49, cho cái này nó đến 8 tép luôn. Rẻ quê là rẻ luôn. Cái thùng egg roll mà đến 72, cái bánh waffle mà hôm nay họ có 3 đồng, 8 đồng 99 này bụng ghê luôn á các bạn. Mà trong khi mình mua ở Walmart á, sao việc một hộp nhỏ chỉ có 10 cái bánh thôi mà nó hết 5 đồng. Cái hộp cà chua mà làm salad có nhiều màu, 7 đồng 99 này ha. Mấy cái hộp cũng như hộp trà là đó, 11 đồng 99 nè, organic nha. Đây, đây mình thấy có nhiều bộ pyjama 14 đồng 99, 18 đồng 99 nha. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, subscribe, like và share video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.